Cuối cùng cũng hoàn thành, vất vả cho cô rồi. Nói với sếp Ngôn để cô nghỉ ngơi một thời gian đi. Chúc mừng, chúc mừng. Hợp tác vui vẻ. Sau này gặp lại. Sao vậy? À, chị bị thương rồi. Vừa rồi quay cảnh đầu tiên bị thương đúng không? Máy quay không quay được. Vết thương có vẻ nghiêm trọng đấy. Em thiệt là cứ quay phim là chẳng để ý bản thân gì cả. Nhanh đi bệnh viện thôi. Em đang gọi cho bác sĩ Quang rồi. Trời đất ơi, em lại sao thế này? Chuyện gì thế? Vai của em sao vậy? Đừng ba hoa nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảnh hành động cuối cùng vô tình bị dao trên tay của nam diễn viên cắt trúng. Hồi nãy còn chảy máu cơ. Rắc rối rồi, sau trình diễn áo cưới của Vivi Quang thế nào cũng phải lộ vai. Vivi Quang? Đừng nói đến cả nữ hoàng đồ cưới Vivi Quang mà chị cũng không biết nhé. Tất cả nữ ngôi sao trên thế giới đều mong muốn được mặc váy cưới do Vivi Quang tự tay thiết kế cho riêng mình. Như thế chị đã biết người ta nổi tiếng đến thế nào chưa? Vivi Quang là fan của mấy show du lịch. Nhờ chị gái lắm chiêu mà cô ấy xem thấy tập em tham gia hôn lễ của cư dân trên đảo, cảm thấy nụ cười, khí chất và bóng dáng của em đều phù hợp với hình tượng cô dâu trong trí tưởng tượng của cô ấy. Theo em thì do trên người chị toát ra mùi hương của tình yêu nên Vivi Quang mới chú ý đến chị đấy. Chị Phan Phan giỏi quá. Vấn đề bây giờ là vết thương của em phải làm sao đây? Tuần sau là show trình diễn váy cưới rồi. Không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Tham gia show này sẽ nâng cao vị thế của em trong làng thời trang. Sau này các thương hiệu lớn đều sẽ cung cấp cho em mẫu trang phục mới nhất. Thức dậy chưa? Anh đang ở dưới lầu. Bây giờ em muốn ngoan ngoãn đi bệnh viện với anh để anh kiểm tra vết thương của em, hay là muốn mở cửa để anh tự lên lầu thay băng cho em? Em chọn đi. Anh nhìn thấy Kha Lam đi đổ ra, trong đó có quần áo bị dính máu của em, nên cô ấy mới nói với anh. Nếu em còn không chọn nữa thì anh sẽ gọi cửa đấy. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là em định không cho anh biết, phải không? Thật hết cách với em.
Ngồi xuống đi, cởi áo khoác ra, vén tay áo phải lên. Anh sẽ nhẹ nhàng hơn, em cứ thả lỏng. Em đang mất tập trung đấy. Mất tập trung là liều thuốc mê tốt nhất. Anh cho em mất tập trung thêm một lát đấy. Từ mép xuống vai xanh đến vai phải, dài hết 13 cm. Em có biết nguy hiểm như thế nào không? Lên thêm một chút là động mạch cảnh đấy. Bác sĩ ngày hôm qua chắc chắn không nói. Người ta làm gì lo lắng đến vậy chứ? Ngày hôm qua chỉ mới sát khuẩn và băng bó đơn giản mà thôi. Nhưng xem ra hôm nay cần phải khâu lại, vì vị trí sâu nhất của vết thương là gần 1 cm. Nếu không khâu sẽ lâu lành. Không đáng sợ như em nghĩ đâu. Em hãy tin vào y thuật của anh. 2 tuần nữa các chị. Lúc tắm rửa chú ý, đừng để nước chạm vào vết thương. Không được vận động mạnh, không được mang vác nặng. Trước khi tháo chỉ, ngày nào cũng phải báo cáo với anh, nhớ chưa? Nên mong em giữ gìn sức khỏe tránh xa anh ra, hay là thỉnh thoảng bị bệnh rồi đến tìm anh nhỉ? Thật là phân vân. Được rồi, mặt em mà còn đỏ nữa thì anh sẽ lo lắng không biết có phải vết thương nhiễm trùng đến phát sốt không đấy. Tốt nhất là vậy. Đúng rồi, chuyện điều trị lấy lại trí nhớ. Em đã suy nghĩ đến đâu rồi? Anh lúc nào cũng sẵn sàng hết. Em đừng căng thẳng, không cần tiêm hay uống thuốc, càng không cần mổ. Có nghe nói về sandbox game chưa? Đúng vậy, sandbox game là một kỹ thuật trị liệu tâm lý rất phổ biến trên thế giới những năm gần đây. Không cần phải nhạy cảm vậy đâu. Tổn thương tinh thần xảy ra sau một sự cố ngoài ý muốn cũng thuộc về bệnh tâm lý. Chẳng hạn như chứng sợ nước khi em chìm trong nước. Trò chơi sandbox có thể thể hiện sâu sắc thế giới nội tâm của con người để bản thân nói chuyện, có ích cho việc đánh thức ký ức đã mất của em. Nếu em muốn nhớ lại ký ức trước đây, anh sẽ cùng em đi tìm lại ký ức. Đương nhiên, nếu em không muốn, chúng ta có thể bỏ qua quá khứ, hướng về tương lai cũng tốt. Dù sao, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Sao lại phải đi bệnh viện rồi thế?
Vai em bị sao thế? Băng gạc nhiều như vậy còn dám nói bị thương nhẹ? Cô bé ngốc này, thù dai thế. Thôi được rồi, là lỗi của anh. Một vụ án treo cần phải tìm hiểu từ nhiều góc độ. Do anh nhất thời vội vàng nên đã nói nặng lời, xin lỗi em. Nhưng một tuần không gặp em hoàn toàn không phải do giận dỗi em. Anh làm sao giận em được chứ? Bởi vì anh đang bận việc khác thôi. Một bản tin trong giới y học. Hôm nay anh định đến gặp viện trưởng của bệnh viện Quan Bác Nhân, chuyên gia ghép nội tạng, để tham khảo ý kiến của các nhân vật có thẩm quyền. Kết quả ông ấy đi nước ngoài, sau đó thì gặp em. Xem ra bình thường em cũng quan tâm tin tức xã hội đấy chứ. Em định đi đâu thế? Anh đưa em đi. Đau không? Em cứ nghỉ ngơi tình dưỡng trước. Sau có VP Quang, chúng ta liệu sự mà làm. Đúng vậy. Sau diễn của VP Quang hiếm khi xuất hiện gương mặt châu Á. Đây là một cơ hội hiếm có. Anh không muốn em bỏ lỡ nó. Đừng vội rãn lòng. Cũng có thể trang phục đi cách quốc lần này sẽ không để lộ vết thương của em. Cứ cố gắng hết sức mình đi. Tuần sau anh sẽ đi cùng với em. Có người nói đáng tiếc là chỉ ước sao được nhà thiết kế thông báo hủy show để bớt việc chứ gì. Xin lỗi, anh chỉ tin chính mình mà thôi. Hơn nữa anh đã từng nói, anh không muốn em xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, càng không muốn em sẽ gặp chuyện gì khi cách xa anh cả nửa vòng trái đất. Nè, ngoài anh ra còn ai quan tâm em nữa à? Mấy người đó biết em xấu xí rồi vẫn không chịu từ bỏ em sao? Vẫn xinh, mặt vẫn chưa xấu xí. Nhưng mà vai bị thương thì làm sao đưa cho anh dựa được đây?
Anh vốn dĩ còn muốn nghỉ hưu sớm để em nuôi đây nè. Hôm qua còn tận dụng hộp đêm anh mượn của người khác đi quay phim. Quay xong thì chọc ghẹo anh. Hôm qua còn gọi người ta chị ơi, hôm nay đã gọi gì rồi à? Cô bé này, phải tự kiểm điểm đi nha. Vậy còn được. Đúng rồi, đúng rồi. Có cần tiện thể ghé thăm bệnh viện thẩm mỹ của fan chị gái này không? Nghe chị anh nói, em lo lắng sẽ để lại sẹo. Đây là bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ cao cấp nhất cả nước. Có rất nhiều dự án thẩm mỹ nội khoa như phẫu thuật tạo hình, xóa sẹo, v.v. Lòng ghen tuông của phụ nữ thật là khiến người ta bỗng nhiên vui vẻ. Xem ra vẫn biết có gánh nặng của thần tượng đó. Đừng lo lắng nữa. Nếu như bị đổi người thật thì coi như công ty cho em đi du lịch đi. Em còn có thời gian nghi ngờ anh thì cứ ngủ một giấc cho ngon đi, tránh mất ngủ vì trái múi giờ. Mặc gì cũng được. Dù sao sau cánh gà sân khấu thường là không được mặc đồ. Em có chứng cứ gì không? Đúng rồi. Ngày mai anh có việc bận, anh để tài xế đến đón em, hay là em tự đi? Xuất sắc. Tuy thân hình nhỏ hơn các siêu mẫu chuyên nghiệp, nhưng nhan sắc xuất chúng, người thật còn đẹp hơn ảnh chụp nhiều. Mẹ chọn người chuẩn chứ, Jessie. Nhìn một mình thì không có vấn đề gì, nhưng nếu một người ở cùng khung hình với những người khác thì khuyết điểm về chiều cao sẽ vô cùng rõ rệt. Nhưng mẹ ơi, bạn là người thích mạo hiểm bẩm sinh và bạn quá hiểu điều đó.
Chỉ mẹ hiểu con. Ok, bắt đầu thôi. Đưa đồ diễn cho các siêu mẫu của chúng ta nào. Gì? Trên người có vết thương mà đến tận bây giờ cháu mới nói. Cũng may chúng ta có người mẫu dự bị. Show diễn lần này ngoại trừ trang phục của Verdes là có che vai ra thì những bộ còn lại đều là dạng đầm quay. Dì hiểu rằng cháu rất trân trọng cơ hội này, nhưng dì không muốn tin tức ngày hôm sau chỉ tập trung vào vết thương của cháu chứ không phải váy cưới của dì. Dì Vivi, lâu quá không gặp. Gian, sao cháu lại ở đây? Vừa hay có chút chuyện công việc phải bay sang đây. Buổi sáng cháu đến bệnh viện thăm cậu, sau đó mới đến đây thăm bạn gì. Cháu có lòng quá. Người bận rộn đến cũng không thèm báo trước một tiếng để em còn đi đón anh chứ. Hi Jessie, lâu ngày không gặp, em càng ngày càng giỏi giang đấy. Được anh khen giỏi giang mà em không vui được chút nào. Đáng lẽ anh phải nói lâu ngày không gặp, anh rất nhớ em chứ. Cháu xin giới thiệu, thật ra là nghệ sĩ của công ty cháu. Không ngờ là nghệ sĩ của cháu đấy. Xem ra mắt nhìn người của chúng ta cũng giống nhau đấy. Đáng tiếc vai của cô ấy có vết thương, trang phục trình diễn không che được. Tôi cũng thấy rất tiếc nuối. Dì Vivi, cháu còn nhớ lúc bé dì từng nói sau này dì sẽ đích thân chuẩn bị váy cưới cho cô dâu của cháu. Không biết bây giờ còn được tính không? Tất nhiên rồi. Được, vậy hôm nay cháu muốn lấy đồ trước. Lấy đồ trước? Thank you.